Không cần tiếng nóng không? Hình này cô Tư chụp chụp hồi lúc nào? Năm ngoái đó, cả tháng 2. Tháng 2 là mùa lúa đó. Tháng 2 hả? Đến rồi con em xuống ghe. Sao không giống cô Tư cho nghĩ? Giữa đẹp, giữa đẹp phải không ạ? Rồi rồi, tấm hình gì cô Tư chụp nhiêu tiền? Tấm này 300 ngàn đó. 300 tấm ngàn. Tấm này có 150 ngàn nè. Rồi đi hát được tiền chụp hình đó hả? Ừ, đi hát là tiền nhà không ạ, cậu ơi. Tiền nhà. Rồi cô Tư định ca với ca sĩ để đấu Kim Tử Long ơi. Kim Tử Long mà biết múa không? Biết. Đâu múa coi. Được, ta mới cắt xê lên ca với nghệ sĩ chứ. Múa múa bông sen hay vậy? Ừ, múa gì múa. Múa nó. Bông lý hả? Không lẽ. Bông dừa. Bông dừa. Vừa múa vừa hát luôn. Bông sen bông trắng là vàng bông ơi người ơi, bông lê cho bằng bông lựu ơi người ơi, bông lại chết bông lại mấy bông ai đô vàng, bông lại mấy bông. Vỗ tay. Hay quá. Tiếp nữa không lẽ cây kia phía đông có nhiêu đó sao chuyện. Đâu bây giờ cô Tư chuẩn bị ca nữa, tặng con đồng hồ đấy. Ờ rồi ca đi tặng đồng hồ để sửa tướng lại. Ừ, làm cho đẹp đẹp với ca với Kim Tú Long mà. Em hãy về đây còn về đâu em ơi, hai đứa gặp nhau một trong giây phút anh nghe vợ chồng tôi anh chưa sầu chi, còn vì đâu em ơi, hai đứa gặp nhau trong giây phút anh thật đậm đà, tôi anh hãy về đi còn vì đâu em trao, hai đứa gặp nhau kiếp sau nên nghe vợ chồng. Hay quá, tặng đồng hồ liền đây, tặng đồng hồ. Ngặt nó chết vô kỳ rồi. Giờ muốn tặng gì nữa không? Tặng cái chiếc vòng xin em đi. Rồi cái quán này tặng vòng luôn. Con đường cho anh đi bằng mái tóc về như muộn đêm du quỳ, quán đêm đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Em ơi đoạt bàn tay chút mình, đêm nay tiên gáp đàn buồn, em uống thuốc đêm này, em uống thuốc quầm tay. Quá hay. Tặng vòng. Trời ơi. Hát một bài tặng vòng. Này 10 chiếc đó nha. Rồi. Quá luôn rồi. Mới chiếc 10 triệu á. Giờ muốn tặng gì nữa? Đó. Tặng cái là vô. Rồi là vô. Một mãi qua cơn mê xa cuộc đời bình bồng, em mặc mình vui chơi cùng nhau, ta sẽ đi bao nhiêu nơi đem về bao yêu thương, ta sẽ đi vô từng nhà, ta sẽ đi vô từng người, và đây như cánh chim sẽ bay đi muôn nơi, em đem về bao yêu thương. Rồi kết thúc rồi, ta quay người vòng tròn khác quay tròn tròn ngang sao khác. Ừ đó, quá đẹp luôn. Cô Tư nói chung là tội nghiệp cô Tư, thích hát mà thích được tặng quà đây rồi. Dạ, hát hay quá, tặng quà món quà tôi tặng cho con đó là vô. Để giờ làm cô Tư mơ ước làm ca sĩ và hát để làm mọi người tặng quà mọi người ngày mà mình vui vẻ nhau. Nếu cô Tư được lên sân khấu thì cô Tư sẽ ca bản gì nè? Sân khấu hả? Ca bản nhớ vợ hiền. Nhớ vợ hiền rồi. Bây giờ tặng cái gì, muốn tặng gì? Nhớ vợ hiền à, tặng cho tấm ảnh. Rồi, tấm ảnh. Hôm tròn đêm nay để nhớ con anh, thuận bơi lại cơm cánh nhạc êm đêm, bóng hình người mình yêu mến, nhớ từng nụ cười ánh mắt, tóc anh hôm đất hồ yêu em. Em ơi lòng anh thì
vẫn chân thành, ước nguyện trọn đời yêu nhau, chớ đừng vẫn hờn em nhé. Em ơi đừng bao nỗi xa nhau, để làm tội nghiệp em lắm. Chớ yêu nhau giấc phụ tình nhau, ước vì mình đừng ngăn cách, ước vì nhà mình trong vánh, hai đứa mình thương suốt đêm nay. Rồi tặng quà, tặng quà, tặng quà, tặng ảnh, tặng ảnh, tặng ảnh, tặng ảnh, tặng nghệ sĩ nổi tiếng, đẹp 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 quá. Nghệ sĩ Tài Linh, rồi cầm tấm ảnh chụp hình cái nha. Con là Tài Linh đó. Tài Linh. Nữa đi về trên núi quay. Biết nghệ sĩ Vũ Linh không? Biết. Rồi. Nó bán không cho tôi đi. Bán luôn. hai tấm bờ đi. Hai tấm bờ này bên. Cô Tư thích làm đẹp. Chụp là mặc áo dài không? Rất là lịch sự không? Thì đi hát mà mặc áo dài rồi. Thì trăng nụ cười 12 cái răng đưa ra. Ơi mùng của cô Tư vậy đó hả? Dạ, có mùng nè. Nè cái mùng. Không có mùng trong này. Gì mà cô dân? Cái này cái áo. Cái áo. Kem phấn của cô Tư nhóc hết trơn nè ha. Kem cho. Rồi đó cô Tư trang điểm coi cô Tư. Thôi. Trang điểm cho đẹp quá. Thôi tự nhiên là trang điểm cho cậu ơi. Chút nữa tại điểm nó không hay. Chút nữa ấy tới mà. Để dán thôi. Con chụp hình. Cô Tư sắp hình kìa. Đơn giản thôi mà hình bóng nè. Ba tấm hình đẹp không? Đẹp không? Dần dữ dần. Đó, cái đây là cái chỗ ngủ của cô Tư nha mọi người. Con để làm cái niệm. Bốn miếng dán vậy thôi. Kỷ niệm á. Ăn uống gì cô Tư để cái lọ ở đây rồi bưng ra phía bên mép ngoài bụi chuối để nấu. Rồi tối cô Tư ngủ rồi nằm có khi nào mà nó chặt quá lọt ở dưới không? Đâu có dám chặt đâu, lọt đâu. Đặc biệt ở đây cô Tư trồng được cây mía, có cây. Có cây mía không nè? Có cây mọng à. Cây mía ngọt lắm đó cậu. Cô Tư bụi chuối, cô Tư thích sống bụi chuối. Có con đặt tên chuối luôn hả? Đưa tôi coi hình vậy. Cái gì? Nè, thấy cái giọng cô Tư đó. Nó hình tôi mới rồi. Hình cô Tư ra mới thấy. Dạ. Ra mày sao mới thấy. Nó ra vậy đó mới thấy hình. Cô Tư đi ra mà sao máy này coi sao thấy cô Tư. Nó thấy rồi đó. Thấy không? Thấy rồi. Thấy ngồi trắng tư ha. Rồi bữa tối mà nằm giọng nó ngủ sao diễn tả lại cho em Đạt này coi thế coi. Ví dụ nằm đây à, coi cô Tư ngủ nè. Đâu có nằm chơi không à. À. Nằm chơi không? Nằm chơi ha. Cái nằm gì nè, hở đâu có đâu cấp gì được. Cấp sống chết. Có nào nhắm mắt ngủ luôn không? Cỡ 1 giờ, 2 giờ đó nó văng mùng. À. Rồi cái giọng bên đây là cũng vậy hả? Bên đó cũng nằm hoài đó. Cái giọng nhỏ này cũng qua đây nằm vậy luôn. Rồi có cái ông nào tối nằm đó mà ngồi nói chuyện với cô Tư không? Ông nào giấu lại đây không có lại được. Dạ. Tôi cấm lắm, tôi không cho lại. Em có cho lại anh ơi. Rồi có ghệ thì sao? Có ghệ thì mình đi xa, không giao chỗ đoạn đường xa mới lại đây, không có lại đây. Không lại đây ha. Hẹn đi xa. Hẹn đi xa. Làm như bờ kinh luôn. Cô Tư biết luôn hàng bờ kinh. Nghe bờ kinh làm gì trời? Bờ kinh đã biết làm gì không? Có vô bờ chuối không? Hai đứa ngồi nè, nấp. Tụi tí tụi tí hả? Nấp lùm. Ồ, có nấu nè. Dạ. Nấp vào đêm chút gì hả? Chắc không vô nhà. Rồi nấp lùm giống như mà chuyện tình cảm ngày xưa, đôi nam nữ mà vô bụi chuối bụi lùm á hả? Ồ, nói chuyện đó tịnh chút rồi đi hả? Rồi có làm gì nữa không? Đâu có chơi. Tại vì em bị thuốc nè, sao được? Thuốc hoài. Bị thuốc mà cho em cái được 100 tỷ chưa hết mà nó hôi trong ngực á, rồi nó nóng rồi bên mũi cũng chết rồi, nóng đàn ông lắm, nhịp hơi thở tình thương rồi qua bên ổng cho rồi giúp qua trong ngực cũng cho rồi. Mình có bơm được không? vậy là cái bụi hay chuối rồi này cái chứ ôm thôi nha, cái đó mà mướn người ta ấy, người ta đập mình đó. Dạ. Bây giờ không mấy cậu thương con ha. Đừng có nói cười, quay cho chết luôn á. Quay một xác chết rồi mới bật luôn. Nhỏ cũng được, còn lớn cũng được. Cái trong này thuốc không nè. Nãy giờ cái nón đẹp quá trời đẹp luôn, cô Tư không đội sớm. Mới đội nè. Đội hát biểu diễn là hay rồi. Quên nãy giờ quên rồi. Quên đội, cái này đội được, thấy mặt không? Thấy nón rồi. Cấp cái ngay ngắt rồi lên. Ờ, à, vậy đó mới thấy mặt á. Thấy mặt trắng ra, đen lùi vô quả. Trắng. Nhân gái 18 luôn. Tấm ảnh này lên là có ghệ luôn đó. Ông gì ông chịu, ông mơ hoài đó.
Quay vô tiếng được không? Nữa quay cho con ơi. Được. Quay đài Đồng Tháp á, quay đài Vĩnh Long. Vĩnh Long ha, thích lên đài Vĩnh Long chứ không chịu Đồng Tháp hả? Tôi vẫn còn xuống đó. Ừ. Vĩnh Long. Tôi kêu hội họp với anh tôi nói chuyện với anh tôi. Bây giờ mời cô Tư về chờ đài truyền hình Vĩnh Long để hát luôn chịu không? Được. Nếu mà về Vĩnh Long thì hát bài gì cho bà con của bác nghe? Cho có duyên. Hát bài thuộc bài gì con mày nói. Hỏi nó trước. Cái trước biết sao hả cô Tư? Lại đó mình nghe đờn, tiếng đờn đó mình hỏi ấy. Ừ, nghe đờn luôn. Đúng nhịp mấy ca hả cô Tư? Chặt nhịp là cự hay là nó ca chung vui đêm này, chung vui đêm nay gì đó. Rồi, rồi sẵn tặng khán giả luôn đi. Hả? Sẵn tặng khán giả luôn đi. Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương, đẹp tình yêu đương bao năm rồi vẹn câu thề. Từ ra phố phường anh lên đường em nhớ thương, hỏi em bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi anh trở lại gặp em. Thương quá em ơi. Em ơi em ơi, trời Nam đau khổ, mẹ Việt Nam đau khổ, mình người Nam muốn thở hồi trong lòng cho tròn tình em. Em ra đi rồi nghe lời buồn của anh, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi chúng mình đổi đường. Hay quá, giọng cô Tư ngọt lắm. Hết chưa, được không? Được, im quá im. Dài ha. Vậy là đi biểu diễn đài truyền hình Vĩnh Long được rồi. Ví dụ chích mũi là mê, hát hoài ca. Chích mũi mê, chích mũi thuốc gì mà mê? Tại sao? Bắt đầu hó. Không ai lên giọng bằng dài bằng tôi được đó. Có câu giọng cổ nào hơi dài không? Dài đó. Bài gì? Bài gì cô Tư? Đừng giọt mưa rơi đi. Rồi. Anh ơi từng giọt mưa rơi như từng cơn mưa tươi vào lòng anh, nhờ giọt buồn ưu ẩn khóc nữa đi em cho anh vỗ dành lần cuối, rồi mai đây tiếc nuối cũng xa rồi. Rồi sao nữa? Còn trong lòng anh niềm thương nỗi nhớ, còn kỷ niệm buồn em chọn kiếp chưa quên. Thôi đủ rồi em ơi, hãy đi đi đừng lưu luyến nữa, để kéo cuộc vui lại không thằng. Xin anh đừng buồn, tình chỉ đẹp em còn rang rỡ, đời mất vui đã vẹn câu hò. Cô Tư biết hò giống Nam Bộ không cô Tư? Nam Bộ chưa? Hò nữa. Đến hò nữa. Ừ, hò đi. Giờ hò, hò. Hò Nam Bộ đi. Đến hò là ăn nậu nó chơ rồi. Hò nó chơ rồi. Hò với nước hùng bị trận đó. Đâu, cô Tư... Hò... Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gái nào đẹp bằng gái xã Bình An chung. Tiếp tiếp hay quá à. Em với anh có đôi có bạn, mà đừng cho lẻ bạn lẻ đôi một mình. Anh ơi chim xa cành người thương cây nhớ tàu cổ, tổ người xa người tội lắm anh ơi. Chưa rồi. Ôi ôi giọng hò hay anh quá. Anh tôi nhớ bái. Giọng hò đi vào lòng người luôn. Anh có lúc được đâu. Đây ba tờ ba. Người gái không chịu. Biết không? Dạ. Đeo mình hoài đi. Nếu mà có duyên là gặp duyên. Vậy là người... Đã chua lưỡi không chịu. Nếu mà người ta bình thường người ta có vàng thì phải đeo hả cô Tư? Ừ. Để trong nhà cái móc nó hư. Có vàng phải đeo. Ừ. Ví dụ có vàng á, có duyên là gặp sao già. Không có duyên là số hào. Ừ, nãy cô nói dòng này mấy tỷ đi hả? Dòng này hả? Ừ. Dòng này có triệu gửi mà. Triệu gửi hả? Tiên. Này, cái nào nãy cô nói mấy tỷ đâu? Cái này thì nãy cậu cho nè, cậu tôi cũng cho nè. Dạ. Cái này 200-300 triệu đồng nói rồi. 200-300 triệu. Nè, có mặt nè phải không? Rồi cái nào mấy tỷ nãy đâu? Mấy tỷ tôi cắt rồi. Cắt rồi hả? Tặng vợ tiền kìa.
Trời ơi, tặng luôn. Tặng luôn á. Tặng hồi lấy lại nữa chứ đâu. Nãy chiếc nhẫn lấy lại rồi. Tặng nữa làm thoảng, ông hơi làm thoảng nhỏ nhỏ đẹp. Để cho tôi mua bao chim măng rồi. Cái này gì nữa, cái chữ bọt đó. Dạ. Bây giờ vậy nè, cô Tư cho con phân nửa vàng cô Tư đeo đi. Trời, giữ lại mãi ha. Không có, lặng con đưa cho cái ông mà định cứ cô Tư đó, là người ta đi dàn cứ. Cho thì phải nhận để cho anh nha không? Không, con này con lấy giùm ông kia đặng nữa, ông đem vàng cứ rồi, đặng cứ cô Tư chứ. Cô Tư đeo vàng nhiều quá, ông không có vàng tặng hay sao mà ấy được. Cho cái này đẹp hơn cái nữa. Quan Âm hả? Này ông Phật thích cho anh ta đây. Cái này ông Phật nè. Rồi chiếu chiếu luôn. Có ông Phật nè. Cô Tư phe vàng. Ủa Phật thích. Thẳng luôn đó. Cái này đâu hả? Này đẹp lắm đó. Ông Phật. Vì ông thẩm cho nước vàng đẹp lắm luôn. Không có thẩm rồi. Đỏ ao đẹp lắm. Dạ. Nè ông Phật nè. Phật. Phật đi tặng. Rồi sao cho Phật con? Thử lấy đi. Ôi ơi Phật quý lắm á. Ừ. Tôi sẽ cho rồi. Cho hai nhợ đó. Cho hai nhợ. Nó có làm. Con cho con nữa đi. Tìm con tôi cho nó. Cho con nữa đi. Tìm cút đó nè. Thôi cho con cộng nữa đi. Thử cất nghe không? Không có bán nha mày. Chứ còn cút không? Cô Tư cho cái điểm á. Cái điểm thiệt á. Cho cộng nữa đi. Cho cái đen này lấy không? Cái nào không lấy chứ. Cái này còn tốt nữa đó. Trời ơi. Đây cô Tư cho ba cộng luôn rồi. Thôi cho cộng nữa đi. Nữa kiếm cút luôn nghe không? Cho cộng nữa đi. Kiếm con cút á. Rồi rồi kiếm giùm cho. Mở cộng dây chuyền là kiếm người. Cho con cộng nữa đi. Cho. Dạ chết rồi. Đây nè. Đóng vàng luôn nè. Cho đó. Quý ghê không? Nhiều đi. Cho cộng nữa đi. Nhiều được rồi. Không cộng nữa đi. Chiếc nhẫn đi. Cho chiếc nhẫn đi. Cho thì để dành kỷ niệm nha. Ông đưa người ta tôi không chịu rồi. Ừ. Cái đó sao lấy ra? Này mở có móc. Ừ cái đó nhiều à. Này nhiều lắm rồi. Đó có mấy cây à. Vàng tím rồi đó. Ồ vàng tím. Này có 1 cây à. Ôi bữa nay bữa nay cho vàng có vàng tím luôn. 4 nhợ đó. Ừ 4 nhợ rồi. Nhớ 4 sợ luôn. 5 kỷ niệm. Rồi cỡ 500 gram rồi đó. Rồi mắc con nhợ rồi phải tới số. Nó không cần lại. Không cần bán lại. Thôi bây giờ về nè cô Tư ơi. Lâu quá con có dịp mới đi ngang đây gặp cô Tư. Thôi, thấy cái báo mãi trên đấy mà thôi, báo cáo thuốc đó. Sáng dịp rồi cô Tư cho con xin thêm cộng nữa đi. Báo mãi thuốc xa cao rồi đó. Ở Mỹ hay cộng rồi. Thôi giờ cô Tư cho hết cũng được đó. Cho con xin cộng nữa đi. Cho hết cũng được đó. Rồi con lấy hết luôn. Mà cần gặp may mắn nghe không? Dạ. Gặp cái xui không chịu à. Dạ đúng rồi. Không có bán nha. Bán chịu à. Rồi bữa nay lột vàng cho hết luôn rồi. Mặt đen đó. Đen nghe không? Này đến đen rồi. Cho ông là ông về ông. Ủa là trắng nè quá trời xe đó mấy nhợ rồi cô Tư 5 nhợ rồi đó cho nhớ nha cho luôn cái cài luôn đi thôi cài cái cài có đập bà gì đâu cho vàng đen không mà vàng thiệt để cho là vàng thiệt đi vàng thiệt đó thôi giờ cho vàng thiệt đi quê thì cho thiệt đó thôi vàng này đang lụi không à kề vàng thiệt còn đây còn cổ kìa vàng khè kìa này hả cộng trong vàng khè kìa nó cộng trong vàng thiệt đó cộng đó vàng thiệt đó này kali phải không ừ kali hụt nha đó cái đây nào quý giá phải không? Đó mới quý đó. Thì hôm múa thì tôi cho à. Cho. Cho hồi cho cần cổ nó nhẹ lại cô Tư ơi cho khỏe. Cho anh gì làm kỷ niệm nghe không? Nghe. Dạ. Chuột có mạng sống lại nghe không? À. Làm gì? Chuột có mạng sống. Đừng cho chuột bỏ ăn nha chạy. Trời ơi vàng sợ chuột bỏ ăn. Nè. Cầm ra. À, đây con cầm giùm cho cô Tư nha. Tới anh Hấn xin đi. Chiếc này đẹp lắm nè. Chiếc này đẹp lắm. Đứt tôi buộc chỉ rồi. Đứt buộc chỉ. Đứt là câu vàng đấy chứ sao buộc chỉ. Cái mặt kia. Rồi cầm đây. Rồi bây giờ tặng con được 5 chiếc rồi nè. 6 chiếc rồi đó. 6 chiếc rồi hả? 6 rồi đó mày. Không phải 6 không? Hồi lộn. Điếm kỹ. Điếm kỹ rồi. 6 rồi. Con nhớ 6 rồi. Mày ăn gian cô Tư mày. 6 rồi. Ta tặng 6 rồi. Bây giờ gì nè. Đi hai anh em mà tặng có người đâu được. Đi hai vậy. Thôi giờ tặng riêng đi. Đi hai đi. Thôi tặng riêng đi ông ơi. Cậu ở đâu tặng con chiếc kiền, chiếc nhẫn gì đi. Ở đâu lấy chị? Lấy. Tặng lấy. Cái bữa nay lấy luôn. Lấy về khổ quá bán kiếm tiền xài. Rồi có tặng lắc không ơi? Tặng lắc lặn đi. Chiếc lắc nó mấy cây? Lắc này có 5 chỉ. 5 chỉ. Nó hơi đen nghe không? Hơi đen hả? Rồi đen thì sẽ bán người ta nghe lấy không? Đâu cổ cho trắng tôi làm khẩu trắng. Mua đen mà thổi nè.
cái đại quý lắm đó, đốt cho tím tím. Trời ơi, quý quá đó, nguyên chiếc quả luôn. Đẹp á. Cái này đây là đống. Thôi bây giờ nếu mà kiền thì phải có nhẫn, cô Tư tặng nhẫn cho con chứ. Cất đi giùm con. Rồi cất, cất đấy. Cất giùm. Rồi. Bỏ đây cất rồi. Giấu giấu vô. Giấu giấu giấu. Đó. Đó. Thôi cả đầy hết cho rồi. Ông chú kêu cả cổ kìa. Cái cổ đi. Cổ nó yếu quá. Cổ nó yếu à. Rồi tặng nhẫn con phải không? Đây. Chiếc nhẫn này giá trị bao nhiêu nè? Mua có trăm mà. Trăm ngàn. Về con bán lại 1 triệu. Bán như bán, trời ơi bán lời nó. Bán nếu mà con có lời con chia cô Tư tiền xài nha. Thổi lời rõ nè đẹp. Dạ. Thổi ra nước. Thổi, thổi ra nước. Cô cầm lấy giờ thấy thấy mỗi tay luôn, cô Tư đeo vô đeo nổi trời. Mỗi tay bỏ túi quần á. Cả nửa ký à. Trời nhiêu à, có mấy trăm gram. Chàng đất ơi, 400-500 gram. Đeo chứ nhiều. Mới cái này cũng như là cái gì đó. Inox chứ cái mấy cái. Đeo chứ nhiều. Inox với mà cái. Mặt kim rồi đó. Xì rồi đó. Xì, cầm đi. Cái này cô Tư tặng mày đó. Mấy chiếc có bố 4 chiếc kia không? 5, 6 rồi. 6 chiếc. Cô Tư nhớ kỹ luôn. Thằng lão đó. Thằng lão, thằng cậu. Cậu bên Pháp là con ơi. Dạ. Giữ gìn luôn. Rồi bây giờ vậy nè. Cái số vàng mà cô Tư đang trao cho con. Cho con luôn, không có đợi. Thì con sẽ kiếm một cái anh hoặc là chú nào đó. Đem mâm sau thời gian dài năm vài tháng mới trao lại hình. Đem mâm chầu cao rượu rồi đó, rồi đầu bỏ vàng này vô hộp nè. Đặng cưới cô Tư. Miên cà bay nó đúng. Ok không? Cô Tư ok không? Miên mà quay trắng đó nha. Miên mà nó tiếng lèo Việt á. Cái chịu, chịu, chịu người miên luôn hả? Ừ. Ủa kỳ vậy? Ừ. Thì kêu ổng quay trắng. Nói tiếng Việt Nam. Dạ. Chứ người Việt đâu có không? Việt khó kém hơn không? Sao khó cô Tư? Việt đâu có ở nước này có đâu. Đi nước ngoài đâu. Người Việt đi nước ngoài hết. Ừ, đi ngoài trời, trời trời thôi. Chứ nói bớt bên đó. Bên đó, bắt đó. Ừ, cô Tư biết nói tiếng Nguyên luôn hả? Bên Lào á. Bắt bên bên không biết. Đem gió xài đâu. Dạ. Đâu cô Tư nói tiếng Nguyên? Trong Nam, Việt Nam, Cần Thơ. Cho Thơ lại. Trời ơi. Chấp đơm. Rồi ví dụ gặp như cái anh chàng Miên lại cưới cô Tư, cô Tư nói sao? Thì kêu ông bằng gì không biết không? Kêu chồng bằng gì không biết không? Bằng gì cô? Kêu bằng Nị. Nị. Mình bằng còn lại kêu ông là chồng kêu Nị. Ông kêu mình lại Mũi. Mũi. Ủa cái đó là tiếng Ba Tàu mà cô Tư? Ba Tàu hả? Ừ. Ba Tàu là mà phải nùng mũi hả? Nị mũi là Ba Tàu. Vậy hả? Còn sách băng Việt Nam nước khác hả? Dạ. Thôi bây giờ còn nãy giờ luôn, nãy giờ là cái phần xính lễ đã xong rồi, bây giờ trao tặng lại. Không lấy hả? Con trao tặng lại cô Tư lại nha. Hả? Con cầm mà nãy giờ thấy cô Tư buồn. Ôi ơi. Buồn đó mà buồn. Kết cái con gì vậy? Con cóc con gì á? Con gì đâu hả? Con gì ở giữa phải không? Con chuột hả? Chuột hả? Con chuột á. Dữ dần. Chuột. Chuột nằm mặt đó. Nói cho mấy cậu. Thôi giờ cô Tư đeo vô đi cho đẹp. Con cầm nó đẹp. Nói cậu ha. Dạ. Có sao nói vậy đừng cười qua nha. Dạ. Nói dần thiệt cho đeo bông chừng chỉ được rồi. Cho cô Tư hả? Ừ. Cho đeo lỗ tai. Ừ. Vậy là dắt về thôi ha. Chỉ 2 một triệu. Thôi. Chỉ một. Không cần nhiều. Chỉ một là được cô Tư. Chỉ một là được rồi. Tại là có vợ liền. Ừ. Vậy là bảy con tôi mua giùm cũng được. Tôi cũng lấy nị nữa. Vậy là cô Tư thích đeo vàng. Ừ. Mơ ước chỉ có một chỉ vàng thiệt để đeo thôi. Ừ. À. Cái mà cậu rồi giúp con đi. Giúp con một lễ đi. Giúp chồng lễ cưới đi ha. Giúp lễ vậy cậu biết không cậu? Để gì cô đó. Để gì đó. Dạ. Gọi con á. Dạ, cho cô ra mắt con cái này kia ha. Anh Lý Hùng. Ờ Lý Hùng mới chịu hả? Đông viên rồi. Dạ. Chịu Lý Hùng mới chịu à? Không có mà đặt tên kìa trời. À, con Lý Hùng tên Lý Hùng. Ừ. Nếu mà có con thứ hai nó đặt tên gì? Đặt nó cây chuối. Cây chuối. Không biết hả? Cây xanh hả nó. Trời. Dạ. Có con thứ hai đặt cây chuối tại vì cô Tư ở vùng chuối hả? Ở vùng chuối đặt cây chuối. Chuối, cây chuối là cao đó. Trời có đặt gì không dám đi đâu cho cậu. Dạ. Chứ qua cao hay lắm. Có con thứ hai đặt cây chuối. Tôi đặt bụi rồi mà cao hay lắm. Nếu mà con thứ ba đặt tên gì? Ba đặt lên xài. Xài. À, tại vì ở trên xài. Rồi cái con thứ tư. Thứ tư hả? Đặt lên xe mít. Đặt lên Hùng khổ, không dám đâu còn con. Dạ.
Ngọc Hiền lắm đó. Ngọc Hiền. Không đóng nhiều tiếng không ca được không đó. Bữa hổm con nghe nói là cô Tư định ca với ca sĩ nào là sao? Tôi định ca với Kim Tử Long. Kim Tử Long. Đi đó. Bài gì, bài gì? Kim Tử Long mình nè. Mà hát bài gì với Kim Tử Long? Máu nhậm chân chùa. Máu nhậm chân chùa. Ví dụ nữa tôi đóng với Kim Tử Long. Bên này nhà đó. Và hát song ca với Kim Tử Long đi. Tử Long đây đâu có. Thì tưởng tượng đi, con là Kim Tử Long. Ông quay lại cho tôi coi coi. Dạ. Quay hình tôi coi. Chút xíu mới coi được. Thấy hồi móp coi. Con đang quay phim mà. Rồi cô Tư cầm micro lên đi. Cá quạ. Để họ rớt vàng. Cá quạ có bán được không? Dạ. Cá quạ có bán nguội được không? Được. Bán con vé bị 2 bán triệu. Bán con vé 2 triệu. Sốc bòn. Ông bán tốt cao lần nữa nè. Con đi xe gặp ông mà. Bán thứ nhất mỏi tê uống được. Đi xe mà đường dịch giá gì lộn đẻ. Gặp ông. Ông qua có một mấy năm rồi. Cậu giờ làm con. Lọc cái kính ra cô Tư đeo mới dễ. Cậu. Làm bài thuốc kính cho con uống đi. Thuốc gì? Thuốc bị nhức đầu. Nhức bàn tay. Rồi. Chút cho thuốc. Này mới 12 tuổi thôi bị bắt ở trên khẽ xuống cầm rồi nó đau. Khẽ bàn tay gì đó hả? Ừ. Khẽ gãy luôn. Bị học quá. Rồi đưa tay đây cho thuốc nè. Tấm bình là đau lắm rồi, giờ đồ đau lắm. Rồi tối nay hết. Hết chết đó. Biết thuốc nó cho là thuốc gì không? Thuốc gì? Nó phép. Mới cho đó. Phép. Phép hả? Chữ gì? Tôi phép, biết chữ gì không? Ăn bà ni bắt chi hồng. Bắt hồng hồng. Bắt em còn nữa bắt con đi. Như hai cha bắt con đi hay không? Được. Thôi. Kêu bằng cha mới được không phải? Thôi, kêu chi? Đây là Di Lạc tôi đó. Di Lạc. Còn đây là ba là Hữu Chí đó. Hữu Chí. Ba là ông Trinh tự mần nuôi con tự mà cực khổ còn đây Di Lạc. Con làm từ trần ba cũng cho anh. Chứ không? Biết ăn là sao? Trộn sinh. Trộn sinh. Đỡ ba qua đây là ba bị thỏa mãn. Ba con nuôi con đó. Ông bị gì không? Con nói ông nha. Bán đứng cuộc đời ông ăn chứ không ăn. Rồi ca đi ca. Bán lấy tiền ăn á. Ca kêu Tử Long đi. Thử micro coi. Coi nãy giờ có tắt. Alo. Alo. Vô chưa Đạt? Chưa. Alo. Trời ơi bát chưa trúng nữa. Alo. 1 2 3 4. Nói chuyện thử máy 1 2 3 thử máy. Mời ba thử máy. Mời. Rồi vô rồi. Yêu mà. Vô rồi đó. Vô rồi, micro vô rồi. Để nhớ mấy ca được. Bật lên chưa? Đừng có tắt. Bật lên, đâu, bật lên. Con bật lên mà. Thử lại coi, thử lại coi. 1, 2, 3, 4, alo. Rồi tắt rồi, không có vô rồi. Tắt rồi, không có vô rồi. Bật lên. Ừ, nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi, vô rồi, im rồi. À, vẫn để ra đây. Mai nhé hai mình đi theo nhau. Mai nếu hai mình xa nhau, đừng khóc em thơ vời. Anh khóc ai dài vô ban đầu. Chỉ một đêm em chót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Hơn mi mắt anh em buồn thật buồn. Và ai đón đưa anh đi, nhìn trời mưa đổ nhiều thật nhiều, vì mùa mưa anh yêu. Mai nếu hai mình xa nhau, tội lắm em thơ vời. Anh khóc em dài vỗ ban đầu. Hết rồi. Wow. Dạ dỗi cho con đi chả. Dạ dạy thêm. Dạy thêm hả? Dạy khôn lại. Rồi ca bắn nữa đi dạy. Thử máy trước khi ca phải thử máy. Bắn đi lính đi. Đừng có cầm cái này. Cái này nó rút vô cái máy nè. Bắn đi lính nha. Đi lính đi. Đi lính xa á. Đêm nằm miền xa, nằm trên đấng là trời cao quá là đời không dám tới biết bởi câu ca vì tình hai lắm lời.
Xin đôi viên một lần yêu cho em yêu một lần bằng hình hài đó đi cha. Hài đón với em đừng yêu lính bằng ngày. Hãy đến với em đừng yêu lính bằng lời. Ôi ôi, nghe cô Tư hát bài này là Duy Khánh lính giùm con đấy. Dạ. Hát gì nãy giờ thấy nghe toàn là nhạc tâm sự đầy buồn không á. Coi cổ đi, coi cổ đi. Cho con điêu hướng đây. Cái gì vui vui, không được, hút thuốc không được. Thôi, không hút nữa. Thí dụ con làm lẫn gì bác Hồ cho. Bài gì vui vui cô Tư ơi. Máy của lính đó trời. Thật đó. Hát bài gì vui đi. BD1 và con lính đó. BD2 thì mấy cô. BD. Máy BD. Chết luôn. Bác Hồ hơi hướng với con. Máy lính mà không ai giữ mất lắc đó. Lắc khỏi trong cơm phải không? Mà neo nước luôn á. BD làm gì hết nè. BD thì là uống cái uống thuốc bò. Để thuốc bò vô cho uống sữa. Ví dụ con không biết con mua gì. Khổ lắm. Mà đem lại hai ba người đen mặt không cả năm rồi. Con không dám nói. Lại đen mặt không á. Một chùm mặt lại muốn xách cái đầu đi không á. Em mượn cô Tư ngủ bụi chuối chuyện tao phải lệ tối ma quỷ không? Ừ, đêm lại bốn hai ba người. Ai mượn cô Tư ngủ bụi chuối? Mới ngủ hai đêm mà. Thấy đẹp không cô Tư? Đẹp, trong nhà thuốc. Cao giáo lắm. Mà bịt mặt, bịt mặt tôi còn lũ mũi không thấy mặt gì. Cũng như cha tôi vậy đó, ông bịt hai đầu rồi, có hai khăn rồi, đỡ lòng. Là đi xung quanh chỗ cô Tư ngủ luôn? Hôm hai lần, hai lần. Cái đó là ma hả? Thì máu ẩm á, ba ông chết rồi ông cha ma đó. Ủa sao mà em bịt mặt chứ trời? Bị thương anh thiếp chết. Ờ. Ba bị. Tôi Phan Dũng bị. Ba tôi nhẹ. Bị anh chết. Ông bỏ ông cứ mà khác phòng má mình có thuốc. Dạ mà thuốc. Ra đi kể từ đây phao đỏ vù đào. Anh đường anh, em đường em. Đem ra đốt hành cho tàng. Anh đành buồn cả sao em. Kỷ niệm xưa chẳng ta nhớ ta. Ai đem con sao sang sông. Sao đi số lòng bãi đi. Sao đi sao chẳng về đâu.